Kính chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại Thành Len đang có mặt tại ấp 5 xã An Viễn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai. Và như trước mặt quý vị đang thấy là tuyến đường rộng 7,5 m và đang được đổ đá mi. Sắp tới thì sẽ có kế hoạch của xã đổ bê tông hoặc là đổ nhựa nha mọi người. Tại vì đây là tuyến đường hiển thị bản đồ và có lộ giới đường rõ ràng. Ở đây thì chúng ta kết nối từ đường An Viễn Hưng Thịnh qua đường Phùng Hưng. Và hiện tại tôi đang có một cái lô đất xào ở vị trí này với góc hai mặt tiền. Chiều dài của mặt tiền đường này là 32 m và chiều sâu đi vào trong cái mặt tiền đường phụ là 42 m nha mọi người. Có 100 m thổ cư. Và ở đây thì là cái vị trí mà dân cư cũng như là quý vị có thể nhìn thấy ở đằng kia là khu nghiệp nha mọi người. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy khu nghiệp đúng không ạ? Đấy, thì ở vị trí này cách cái ngã tư An Viễn chỉ khoảng tầm 600 m. Và sau này sẽ là ngã tư Nguyễn Khắc Hiếu ở vị trí này nữa, khoảng tầm 300 m nữa nha quý vị. Ở đây thì ngã tư Gia Vĩnh là chợ, cho nên là cách chợ 600 m. Và đặc biệt một điều là với cái sản phẩm này chúng ta có thể đầu tư phân lô tách thửa, hoặc là chúng ta có thể xây biệt thự, nhà nghỉ dưỡng, vân vân. Ở đây thì tôi sẽ quay flycam cho mọi người xem. Như mọi người đang thấy ở trên chiếc flycam của tôi, ở đây là ngã tư Gia Vĩnh. Và dọc cái tuyến đường này là khu chợ. Và khu chợ ở này thì rất là sầm uất. Mọi người có thể thấy sân bóng này, rồi là chúng ta có thể thấy là xung quanh hai bên mặt đường thì những cái mặt bằng buôn bán kinh doanh đang mọc lên. Và tới qua một khúc này nữa thì chúng ta đã thấy chùa, cũng như là ở đây có giới cam của chúng ta. Khu vực này, vị trí này có hơn 1.000 phòng trọ ở vị trí này đang hoạt động. Và ở đây thì khu dân cư, khi mà rẽ vào đây nữa thì đây là cái vị trí đất nha mọi người. Đấy, từ trên cao nhìn xuống thì quý vị có thể là thấy dân cư xung quanh rất là nhiều. Và vị trí đất này thì là một cái vị trí đầu tư lý tưởng. Vâng, như mọi người đang thấy thì vị trí tôi đứng thì đường rất là rộng, 7,5 m, và nó thông qua Phùng Hưng, dân cư thì rất là đông. Và trên tuyến đường này sau này sẽ có quy hoạch rồi quý vị ạ, quy hoạch trường mầm non cũng như là trường giáo dục ở trên cái tuyến đường này. Thì đã trên bản đồ quy hoạch đã thể hiện rõ là sẽ có quy hoạch trường ở đó nữa. Trong khi thì dân ở vị trí này thì cũng rất là đông. Và sắp tới thì như quý vị đã được biết rồi thì cái mật độ xây dựng ở xã An Viễn này thì ngày càng một đông. Và chắc chắn rồi, những cái lô đất như thế này thì phù hợp với phân lô tách thửa, hoặc là chúng ta xây biệt thự đầu tư lâu dài thì rất là tuyệt vời. Với hơn 1.000 m² và đã có 100 m thổ cư rồi thì chúng ta có thể xây dựng được rồi nha quý vị. Nếu quý vị nào có nhu cầu đầu tư hay là có bạn bè để giới thiệu thì hãy comment phía dưới để số điện thoại, bên em sẽ liên hệ và tư vấn trực tiếp. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Chào tạm biệt tất cả mọi người.